Đây, em Tuấn khui hàng loa TG cho các bác ạ. Một thương hiệu loa TG rất là nổi tiếng ở nước ngoài. Các bác cứ gõ lên sàn Google nhé, Google hay YouTube được. Các bác cứ gõ lên cái model là loa TG nhé. Đây, đây. Gõ model này cho em. Đây mình của em đây là hàng bãi, còn trên đấy họ sẽ giới thiệu nó là hàng mới về. Đây là loa TG này, TSH100, 500W một loa, made in Korea. Hàng đến Hàn Quốc xịn nhé. Bất cứ gõ cái model đấy vào Google cho em. Ở trên trang Google nó toàn 12 triệu 8, 9, 10 triệu trở lên thôi bác ạ. Không có giá rẻ những đôi này đâu. Đây là những đôi loa TG đến từ đất nước Hàn Quốc. Hàng bao zin bao xịn nhé cho bác. Dòng này thì đánh rất là uy lực, chất lượng. Nói chói lại không thể chê được. Bên em đã thay gần hết cho bác nhé, về chỉ sẵn dùng thôi. Đây, gần mút hết, về chỉ sẵn dùng thôi. Dòng TG này báo cáo bác là tiền nào của đấy. Tiền là của đấy thôi bác. Mà thêm được lô đây này, nó đây, tiền là của đấy. Ok cho bác. Con này được thiết kế với lại hai tép nhá, một bát 25, hai lỗ thông hơi, nặng trịch luôn. Mà để trong nhà thì nó sang lắm. Con này hát bao phê cho bác luôn. Em Tuấn bao phê cho các bác luôn ạ. Bao phê, bao hay, bao chất lượng luôn ạ. Đấy. Mức giá em Tuấn để cho bác mức giá là 3.300.000 một đôi. Các bác có thể gõ vào Google bác search nhé. Con này thì nó đẹp. Bên này họ làm cầu kỳ lắm. Bác nhìn này, họ làm rất là cầu kỳ. Nó tinh tế từ những cái chi tiết, từ cái khung nhé, khung viền, rồi đến những chi tiết e căng hay là loa, loa tép hay là màng lưới e căng. Họ làm nó chi tiết lắm. Nó không đơn giản như một số hãng loa khác. Chất lượng thì khẳng định rồi, không thể chê được rồi. Nguyên lượng tôi khẳng định không chê được. Đấy, dòng loa TG đến từ đất nước Hàn Quốc. Dòng này các bác có thể lắp với lại âm ly Boston Audio, hồi răng gua vân vân. Rất là nhiều của Hàn Quốc. Dòng này thương hiệu khá là nổi tiếng. Nhưng mà đa số là không được xuất về mình lắm. Họ bên Hàn Quốc là nhiều hơn. Họ dùng bên nước họ nhiều hơn. Đấy. Ít về Việt Nam đó. Con này để cho bác 3.300.000 một đôi. Bao hát độc lập, hát uy lực luôn, hát hay luôn ạ. Đây hình thức của em ở đây. Đấy. 3.300.000 bao nhiêu? 3.300.000.